Xin được chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Xịn Minh Tránh của em Hương Ú. Và hôm nay em Hương Ú có một siêu phẩm được tọa lạc là quầy sau lưng của bến xe buýt Hưng Long trên trục đường Đoàn Nguyễn Tấn Hưng Lộ 11. Di chuyển vào đây thì chỉ có vài trăm mét thôi. Đường xá thì rộng rãi thông thoáng, xe hơi xe tải có thể di chuyển đến nơi. Nằm trong một cái khu dân cư ở rất là đông đúc và hiện hữu rồi anh chị nhá. Trên chiếc ống kính màn hình quý anh chị có thể quan sát cùng em Hương Ú ạ. Đường xá nè, rộng thênh thang luôn, xe hơi xe tải di chuyển đến đây. Sân của mình là sân đậu xe hơi nữa, còn gì bằng. Diện tích lại rộng rãi thoáng mát, đã hoàn công đầy đủ hết cho quý anh chị. Nhà mình thì với một cái diện tích Hương sẽ nói sơ lại nha. Ngang 4 dài vèo thì tới tận là 27, một trệt một lầu cho quý anh chị tới tận là 4 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, có sân trước, sân sau rộng rãi thoáng mát, sẽ tặng full toàn bộ nội thất cơ bản bên trong ngôi nhà. Quý anh chị muốn biết bên trong có những nội thất gì và kết cấu như thế nào thì hãy tham quan đến hết video cùng em Hương Ú nha. Đặc biệt và nhớ like và chia sẻ kênh cho Hương rất là cảm ơn quý anh chị mình luôn. Và bước vào trong thì sẽ cho quý anh chị mình lớp cửa đầu tiên sẽ là lớp cửa sắt bốn cánh sơn tĩnh điện, vô cùng là chắc chắn và dày dặn. Giá tổng của ngôi nhà mình là đúng 2 tỷ 7, còn được thương lượng ngay và trực tiếp chính chủ, pháp lý minh bạch rõ ràng, sổ đã có sẵn cho quý anh chị mình đi công chứng trong ngày luôn nha. Đây là khu vực không gian sân thì cũng lót gạch sạch sẽ hết cho quý anh chị. Ở đây thì làm khu vực không gian dựt hộp, trang trí những cái hệ thống đèn led trông rất là xinh anh chị nha. Hướng nhà của mình là hướng đông bắc luôn. Khu vực không gian sân thì Hương nghĩ quý anh chị về có thể làm cái mái tôn, mái hiên giống như cái nhà kế bên để mình có thể tre lại khu vực không gian sân của mình để cho nó được mát mẻ hơn, mình đậu xe đồ nó cũng được thoải mái hơn anh chị nhé. Và khu vực này sẽ cho mình là khu vực không gian phòng khách, lớp cửa thứ hai sẽ là lớp cửa bốn cánh bằng sắt, kính cường lực vô cùng chắc chắn nha anh chị. Ở đây thì sẽ để là bộ ghế này cho gia đình mình luôn. Và dách bên bộ ghế sofa thì sẽ ốp cho mình dách PVC, họa tiết rất là xinh luôn anh chị. Trần trên của mình sẽ là trần thạch cao nguyên khối ha, dựt hộp hệ thống đèn đã khắp hết cái nhà. Tặng luôn cho mình cái quạt xoay ở khu vực không gian phòng khách để được nó thoáng và mát hơn. Ở bên đây thì sẽ làm cho mình là cái tủ dựt hộp, cho mình để cái tiết tivi to đùng, làm cho mình cái khung treo đồ đầy đủ hết rồi, chỉ cần mua tivi và lắp đặt vô thôi. Ở đây thì có cái kệ sẵn cho gia đình mình luôn. Ở dưới chân cầu thang thì bên Hương sẽ làm một cái tủ rượu cho mình ha, hệ thống đèn led nè đi khắp hết ngôi nhà rồi, khắp hết cái khu vực không gian tủ này rồi. Nó mình trang trí những bình rượu hoặc là quà lưu niệm đồ vô thì nó cũng rất là đẹp. Ở đây cũng có tủ rượu nè anh chị, tủ này cũng to đùng luôn. Quý anh chị có muốn đi xem mẫu nhà này thì em Hương Ú hẹn quý anh chị là ngay chỗ bến xe buýt Hưng Long ha, hoặc là ngay chỗ ngã ba Tân Kim, đi đến hai địa điểm đó liên hệ cho Hương Ú. Hương Ú sẽ ra đón quý anh chị mình vào khảo sát thực tế. Ở đây thì có một cái phòng ngủ ở dưới luôn. Phòng ngủ này thì sẽ để lại cho quý anh chị mình là một cái tủ trang điểm và cái giường ở đây nè, thì trần cũng rất là cao thoáng nè, ướp gạch sạch sẽ hết, có cửa sổ thoáng mát vô cùng luôn anh chị. Ông bà lớn tuổi, chị em phụ nữ mình thích có phòng ở dưới, ngại không thích lên cầu thang thì có thể chọn căn này nha. Đây là khu vực không gian bếp, rồi rộng rãi mà mát ghê luôn. Hương thích nhất là cái sân sau của nó. Ở đây mà mình nấu nướng có sân sau, mở được cửa gió nó lùa vào. Rồi ở trần trên cũng có thêm cái quạt xoay to đùng nữa nè, mát mẻ quá trời luôn anh chị. Tặng cho quý anh chị mình một bộ bàn ghế ăn ở đây ha. Ở đây 6 ghế. Và cái khu vực không gian bếp thì lắp cho mình là tủ bếp trên và tủ bếp dưới. Mặt đá hoa cương, bồn inox 304, không gian nấu nướng ốp lát sạch sẽ. Có khu vực không gian riêng cho quý anh chị mình để cái máy giặt ở trong đây. Cái đây thì mình chỉ để được cái máy giặt mà dạng lòng ngang thôi anh chị ha. Ở trong đây thì hệ thống đầy đủ hết trơn rồi, không thiếu gì hết. Ra đây thì là cái sân sau, nhà vệ sinh thì bên đơn vị Hương sẽ để ở đây. Nhà vệ sinh này rộng lắm anh chị, rộng rãi nè, đầy đủ công năng cho mình rồi ha. Rồi có một cái sân vườn nhỏ phía sau này. Quý anh chị có thể về trồng thêm cây kiểng ở đây. Hiện tại thì bên đơn vị Hương cũng trồng cơ bản rồi, cũng rêu cải rồi sẵn hết cho mình, hệ thống đèn led khắp hết khu vực không gian sân luôn anh chị. Mát mẻ thích lắm. Ở đây thì mình đổ xiên xuống ra luôn nè. Đó, về đây thì khỏi cần phải làm cái mái anh chị ha. Ở đây mình đi vệ sinh thì đây cũng tre lại rồi. Quý chị xem đây á, nhớ đăng ký kênh cho em Hương ha. Và like cho em Hương, rất là cảm ơn quý anh chị. Mỗi lượt đăng ký kênh, một lượt like, một lượt share của quý anh chị cũng là động lực để cho Hương phát triển kênh của mình được trọn vẹn và tốt hơn. Trong lúc quá trình làm việc, Hương quay hay nói có nhiều thứ hơi bị thiếu sót
Thì cũng mong rằng là quý anh chị ơi thông cảm bỏ qua cho em Hương Ú và góp một cái kiến bình luận chân thành. Em Hương rất là cảm ơn. Và hôm nay Hương quay ngôi nhà này cam kết với quý anh chị mình là đúng nhà, đúng giá, đúng vị trí, không xạo, không ảo, không làm tránh mất thời gian của quý anh chị. Giá đúng 2 tỷ 7, có sang ngân hàng hỗ trợ vay. Nếu như tài chính mình thấp thì cứ thanh toán trước cho bên Hương tầm khoảng 1 tỷ thôi thì mình có thể xách vali dọn đồ vào ở rồi. Còn bao nhiêu thì bên Hương sẽ hỗ trợ cho mình vay vốn ngân hàng nha. Và cái vị trí ngôi nhà này đã hoàn công hết gia đình mình luôn rồi. Pháp lý minh bạch rõ ràng, quý anh chị mình cứ yên tâm. Và hướng này sẽ cho mình là bước lên khu vực không gian tầng 1, mình di chuyển cùng Hương Ú ạ. Quý chị thân mến, Hương xin trao đổi lại nhà mình với diện tích ngang 4 dày vào từ tận 27. Trên khu vực không gian tầng 1 sẽ cho mình là tới 3 phòng anh chị ha. Đây là cái nhà vệ sinh, bên đơn vị Hương sẽ để ở cuối dãy, đầy đủ hết công năng cho mình rồi nha. Và qua đây thì sẽ là cái phòng đầu tiên, có cửa sổ nè, thoáng mát. Nhà này nhà mới thì bên đơn vị Hương sẽ làm ống đồng âm tường rồi hết cho mình dây điện luôn nè. Trần này, nhà này trần rất là cao, bước vào bảo đảm cho anh chị mình rất là thoáng và mát luôn. Trên đây thì mình sẽ làm ốp chân đáy tường nè. Rồi kế tiếp thì sẽ là cái phòng thứ hai anh chị ha. Phòng này cũng rộng nè, đi trang phòng kia, phòng nào cũng có cửa sổ hết nên bước vào ngôi nhà rất là thích. Cửa phòng của mình sẽ là cửa gỗ. Qua đây sẽ là cái phòng cuối cùng. Phòng này quý anh chị có thể là phòng thờ hoặc là phòng ngủ tùy theo nhu cầu của quý anh chị mình sắp xếp. Ở đây thì cũng làm cho mình cũng đèn trần nữa nè, đèn pha lê nè, hệ thống đèn trang trí, chỉ viền chỉ phào. Ở đây thì sẽ là một cái ban công rộng dài xuyên suốt. Ở đây thì quý anh chị mình có thể quan sát được view nhà mình là view kênh anh chị ha, nên nước ra nước vô nên nước nó cũng sạch lắm, quý anh chị cứ yên tâm, vì đây không có bị hôi gì đâu. Ở đây cửa bảo vệ cũng chắc chắn dày dặn nè, kỹ thì mình làm thêm, còn không thì đây cũng rất là an ninh anh chị. Giờ thì di chuyển cùng Hương Ú tiến về khu vực không gian nhà dưới ha. Hương sẽ một lần trao đổi về thông tin ạ. Và nãy giờ thì em Hương Ú cũng đã quay sơ cái mẫu nhà ngày hôm nay cho quý anh chị rồi. Giờ thì em xin trao đổi lại. Nhà mình nằm trên trục đường của đoàn Nguyễn Tấn Hương lộ 11, quay sau lưng của bến xe buýt Hưng Long. Quý anh chị có đi xem mẫu nhà ngày hôm nay thì em Hương Ú hẹn quý anh chị mình là ngay chỗ bến xe buýt Hưng Long hoặc là ngay chỗ ngã ba Tân Kim, thì đến hai địa điểm đó liên hệ cho Hương Ú nha. Hương Ú sẽ ra đón quý anh chị mình vào khảo sát thực tế, cam kết đúng nhà, đúng giá, đúng vị trí, diện tích là ngang 4m, dày vèo thì tận là 27, một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ và 2 nhà vệ sinh. Có sân trước cho quý anh chị mình đậu xe hơi thoải mái, sân sau hứng gió trời, giá tổng đúng 2 tỷ 7, còn thương lượng ngay và trực tiếp chính chủ, hoàn công đầy đủ hết cho quý anh chị. Cần thêm thông tin hay pháp lý, cần đi xem nhà, cứ liên hệ trực tiếp cho Hương Ú với số điện thoại bên góc phải màn hình nhé. Giờ thì em xin chào, chúc quý anh chị mình mau tìm được căn nhà ưng ý.